Chào mừng quý khán giả đến với số phát sóng đầu tiên của chương trình Đường đến giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 13 năm 2023 cúp BeQuaShe. Chương trình được phát sóng trên BTV ở khung giờ 19:45 từ thứ Hai đến thứ Bảy và 20:40 ngày Chủ nhật trên kênh BTV1, 18:55 trên kênh BTV2 cùng các hạ tần số của BTV Thể thao. Thưa quý khán giả, là sân chơi dành cho các tay đua nữ trong nước và ngoài nước được duy trì suốt 12 năm qua. Ở lần tổ chức thứ 13 năm 2023, giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương cúp BeQuaShe có những gì mới? Trong số phát sóng đầu tiên ngày hôm nay, chương trình sẽ có buổi trao đổi với ông Ngô Văn Lôi, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước Môi trường Bình Dương, trưởng ban tổ chức giải, để hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, lộ trình cũng như công tác chuẩn bị cho cuộc đua. Xin chào ông và xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi trao đổi ngày hôm nay ạ. Thưa ông, đầu tiên thì ông có thể chia sẻ để khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương được biết được về cái kế hoạch, về cái lộ trình đường đua và cũng như là cơ cấu giải thưởng của giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 13 năm 2023, thưa ông. Kính thưa quý vị em đài, kính thưa các quý vị, thì phải nói là đến hẹn lại lên giải xe đạp nữ BeQuaShe Cup lần thứ 13 năm nay thì phải nói là được ban tổ chức thì chuẩn bị rất là kỹ, phải nói là được đánh giá là phải năm nay là có nhiều đội nước ngoài, nhiều đội trong nước tham gia, cho nên về cái kế hoạch mà triển khai cho giải thì được ban tổ chức triển khai sớm. Đến giờ này thì mọi công việc để chuẩn bị cho tổ chức thì cơ bản tương đối là tốt, và các tỉnh thành đã cũng hoàn tất thành lập ban tổ chức địa phương để mà đón đoàn đua, để mà cho cái từ công tác an ninh, công tác hậu cần, công tác bảo vệ lộ trình để mà đoàn đua đến cũng như là tổ chức để mà thành công. Thì năm nay thì với cái cung đường cũng 10 chặng, với tổng lộ trình là 1.101 km đi qua 7 tỉnh thành, khởi hành từ ngày 8 tháng 3 và kết thúc vào ngày 17 tháng 3. Và đặc biệt là cái cung đường chúng ta nói như thế là từ đồng bằng chúng ta lên Tây Nguyên, xuống biển, nắng gió của Ninh Thuận, Bình Thuận và Vũng Tàu. Đây là những cung đường rất khắc nghiệt và những cái chặng đua chúng ta là trung bình là trên 120 km, thực sự là thử thách cho các cô đô nữ của trong nước, của quốc tế. Như vậy thì ở mùa giải năm 2023 này thì ban tổ chức giải kỳ vọng như thế nào về các đội đua? Đây là giải nữ nhưng mà cái tính quyết liệt, khi mà có đội nước ngoài, cái tính quyết liệt trên đường đua rất là cao, cho nên tạo cái hấp dẫn là cho các hình hấp dẫn của giải, có như phục vụ rất tốt cho các quý khán giả cũng như các thành phần đam mê cái bộ môn xe đạp này. Thưa ông, trước thềm mùa giải mới thì đại diện cho ban tổ chức thì ông sẽ gửi với lời chúc như thế nào đến các vận động viên trong nước và quốc tế ạ? Trước tiên thì ban tổ chức rất cảm ơn cái sự quan tâm lãnh đạo, có chỉ đạo của Tổng cục Thể dục Thể thao, Ủy ban nhân tỉnh và các sở ngành hỗ trợ, và đặc biệt là cảm ơn các đội mà đồng hành, các đội trong nước, câu lạc bộ trong nước đồng hành với BeQuaShe cũng như các nước mà đã tham gia giải lần này. Thay mặt ban tổ chức thì xin chúc tất cả các đội, các vận động viên, lãnh đạo đội tham gia giải BeQuaShe lần thứ 13 lần này được là mọi sự tốt đẹp, và đến Việt Nam là phải nói là cùng hòa nhập cũng như giao lưu, vừa thi đấu mà vừa giao lưu và hiểu thêm về con người Việt Nam, và chúc tất cả chúng ta được mạnh khỏe và đạt thành tích tốt nhất cho đội mình trong giải BeQuaShe lần này. Vâng, xin cảm ơn ông với những thông tin chia sẻ thật thú vị vừa rồi. Và trước thêm mùa giải mới thì thay mặt những người thực hiện chương trình xin chúc cho ông và ban tổ chức được nhiều sức khỏe và chúc cho giải đấu của chúng ta năm 2023 được thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn ông. Xin cảm ơn. Các cung bậc cảm xúc, những cuộc tranh chấp quyết liệt của các tay đua nữ hàng đầu trong và ngoài nước qua 10 chặng đua giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 13 năm 2023 cúp BeQuaShe được truyền tải qua các góc quay chuyên nghiệp, sống động cùng các đánh giá của chuyên gia, bình luận viên hàng đầu sẽ được chuyển đến người hâm mộ xe đạp qua các chương trình thể thao của BTV. Lễ khai mạc, bế mạc, trao thưởng và toàn bộ diễn biến của 10 chặng đua sẽ được BTV trực tiếp trên kênh BTV2 và nền tảng số BTV Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương và các đài phát thanh và truyền hình trong cả nước.
Chương trình Đường đến giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 13 năm 2023 Cúp BeWaShare, số phát sóng đầu tiên xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.